Nhằm nâng cao hiểu biết sâu sắc về sự khác biệt của máy điều hòa không khí Daikin đến từ các công nghệ vượt trội của Daikin, chúng tôi hân hạnh giới thiệu 6 công nghệ tiên tiến của Daikin bao gồm 1. Máy nén 2. Van tiết lưu 3. Super PCB 4. Quạt giang lạnh và động cơ ODM 5. Dàn trao đổi nhiệt và 6. Là mô chất lạnh R32. Bên cạnh đó, là chuyên gia về điều hòa không khí, Daikin luôn luôn lắng nghe và ghi nhận các ý kiến từ khách hàng để không ngừng cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thị trường. Trong phạm vi trình bày này, chúng tôi xin giới thiệu hai cải tiến mới, đó là giảm độ ồn và hạn chế thằng lằn xâm nhập. Máy nén là gì? Được ví như trái tim ở người, máy nén là bộ phận cốt lõi, là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của máy điều hòa không khí. Máy nén chiếm đến 80% lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa không khí. Máy nén được chế tạo từ động cơ quay và cơ chế nén môi chất lạnh. Daikin luôn tự hào là hãng điều hòa không khí tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất động cơ quay và cơ chế nén môi chất lạnh của riêng mình. Từ năm 1995, Daikin phát triển dòng máy nén Swin Inverter độc quyền. Ngay cả khi hoạt động ở mức tải thấp, tức là gần đạt đến nhiệt độ cài đặt thì máy nén Swin của Daikin vẫn đạt hiệu suất nén tốt, không xảy ra tình trạng rò rỉ môi chất lạnh. Do đó, khi so sánh với các hãng khác thì máy điều hòa không khí Daikin vẫn đảm bảo đủ công suất làm lạnh với lượng điện tiêu thụ thấp. Về sự liên quan giữa động cơ và nam châm, lực tạo ra bởi động cơ có thể tính toán được lực từ dòng điện. Nếu lực từ mạnh, dòng điện có thể giảm. Nếu giảm dòng điện thì có thể tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. Động cơ DC điện cảm là gì? Là loại nam châm mạnh nhất trên trái đất, giúp nâng cao hiệu quả của động cơ và tiết kiệm điện năng. Daikin đã sử dụng nam châm Neo Medium có lực từ trường mạnh gấp 10 lần so với các hãng khác, nhưng có nhược điểm là mất từ ở nhiệt độ cao. Vì lý do đó, Daikin cùng với các chuyên gia đã phát triển được loại nam châm với khả năng chịu nhiệt được cải thiện. Trong khi đó, các hãng khác sử dụng nam châm Ferrite với lực từ thấp và tiêu thụ nhiều điện năng để thu được một lực lớn. Van tiết lưu là gì? Van tiết lưu của máy điều hòa được gắn trên dàn nóng. Nếu so sánh với con người thì đây là van mạch máu có chức năng kiểm soát lưu lượng máu. Khi chênh lệch giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ phòng lớn thì van cung cấp lượng mô chất lạnh cao. Ngược lại, khi mức chênh lệch nhỏ thì cấp lượng mô chất lạnh ít, giúp nâng cao hiệu suất vận hành của máy nén. Van tiết lưu Daikin sử dụng là van tiết lưu liên động giữa dàn lạnh và máy nén, có thể tự động điều chỉnh lưu lượng mô chất lạnh bằng cảm biến điện tử và có thể kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác, mang lại cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, các hãng khác sử dụng ống mâu dẫn đơn giản như ống đồng với giá thành thấp nên không thể tự động điều chỉnh lưu lượng mô chất lạnh và không thể kiểm soát nhiệt độ phòng một cách chính xác. Siêu vô mạch PCB là gì? PCB của máy điều hòa không khí cũng được gắn trên dàn nóng và nó trở thành bộ não khi so sánh với các bộ phận của con người vì nó điều khiển tất cả hoạt động cũng như bảo vệ các thành phần của máy điều hòa không khí. PCB của Daikin là một siêu bo mạch với thông số kỹ thuật cao, sử dụng chip có thể xử lý nhiều quy trình điều khiển với tốc độ cao. Daikin phát triển siêu bo mạch PCB khó hư hỏng, ngay cả trong điều kiện tình hình điện áp không ổn định, dễ phát sinh tình trạng điện áp quá cao hoặc quá thấp như ở các vùng sâu tại Việt Nam. Các bộ phận quan trọng trên bo mạch được bảo vệ bởi một lớp phủ, tránh xảy ra sự cố và làm tăng độ bền. Quạt và động cơ quạt của máy điều hòa không khí được ví như lá phổi của con người. Daikin là hãng điều hòa không khí duy nhất tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất cả quạt và động cơ quạt ODM. Quạt giang lạnh của Daikin có 4 bàn sáng chế về kích thước quạt, chiều rộng và đường kính là lớn nhất so với các hãng khác. Động cơ quạt ODM của Daikin có 116 bàn sáng chế với kiểu trục xoay bên ngoài. Nếu so sánh với kiểu trục xoay bên trong của các hãng khác thì mỏng hơn, động cơ Daikin quay ít hơn, do đó tiết kiệm điện hơn. Trong khi các hãng khác vẫn đang sử dụng loại động cơ DC trục xoay bên trong từ xưa, motor dày, không tăng được chiều dài của quạt và không tăng được lưu lượng gió. Dàn trao đổi nhiệt được ví như lớp da của con người. Về dàn trao đổi nhiệt ở dàn lạnh, so với các hãng khác thì Daikin tăng diện tích bề mặt của đường ống chất làm lạnh bằng cách làm cho đường ống chất làm lạnh chạy bên trong bộ trao đổi nhiệt nhỏ hơn và dài hơn, tức 5 phi và 18 vòng, giúp hấp thụ một lượng lớn nhiệt trong phòng, mang lại hiệu quả làm lạnh nhanh chóng. Trong khi đó, dàn trao đổi nhiệt ở dàn lạnh của các hãng khác lớn hơn và ngắn hơn, tức 6,65 phi và 13 vòng. Về dàn trao đổi nhiệt ở dàn nóng, so với các hãng khác thì Daikin có thể tích dàn trao đổi nhiệt lớn hơn và khoảng cách giữa các cánh tản nhiệt hẹp hơn, đặc biệt là cánh tản nhiệt chữ M, nên diện tích tỏa nhiệt của mô chất lạnh lớn hơn, giúp tiết kiệm điện năng hơn. Trong khi đó, các hãng khác đã đơn giản hóa các cánh tản nhiệt cho dàn trao đổi nhiệt của dàn nóng, nên hiệu suất trao đổi nhiệt kém hơn, dẫn đến tiêu thụ điện năng nhiều hơn.
Mua chất lạnh được ví như máu ở người với chức năng vận chuyển năng lượng. Mua chất lạnh R32 không phá hủy tầng ozone, hệ số nóng lên toàn cầu chỉ bằng 1/3 so với mua chất lạnh R410A và được quan tâm là mua chất lạnh thay thế, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Mua chất lạnh R32 có hiệu quả năng lượng cao nên có thể giảm 30% lượng nạp ga so với mua chất lạnh R410A. Daikin là hãng duy nhất trên thế giới tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất cả máy điều hòa không khí lẫn mua chất lạnh. Đến nay, Daikin đã bán ra thị trường hơn 28 triệu máy điều hòa không khí sử dụng mô chất lạnh R32 tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Daikin phát hành miễn phí khoảng 300 bàn sáng chế về mô chất lạnh R32 nhằm góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu. Daikin R32 đã được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trao giải thưởng dành cho công nghệ đầu ngành Monozukuri Nippon Green Award vào năm 2013. Phát từ việc tiếp thu các phản ánh từ thị trường về độ ồn của dòng máy FTKQ trước đây, Daikin đã nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện các cải tiến mạnh mẽ thông qua hành động thực tế nhằm xóa tan hình ảnh tiêu cực trên thị trường. Đầu tiên, chúng tôi tăng kích thước máy nén lớn hơn, hoạt động với tần số thấp hơn. Thứ hai, chúng tôi tăng số lớp cách âm cho máy nén. Những cải tiến này đã giúp giảm độ ồn đáng kể của máy nén FTKA so với FTKQ. Sau đây là thực nghiệm đo độ ồn của FTKQ và FTKA tại chỗ. Với việc tập trung vào chất lượng âm thanh, chúng tôi đã nâng cao việc phát triển sản phẩm với việc bổ sung đánh giá khách quan bằng các định lượng chất lượng âm thanh thông qua sử dụng các chỉ số về độ sắc nét, độ to và cường độ dao động, bên cạnh đánh giá thông qua thính giác thông thường. Việc thằng lằn xâm nhập vào dàn nóng có thể gây ra nguy cơ làm hỏng bo mạch PCB, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Nam, chiếm đến 75,5% số ca trên toàn quốc. Từ năm 2019, Daikin đã phân tích tình trạng phát sinh và thực hiện các biện pháp cải thiện khe hở trong máy. Tỷ lệ xảy ra việc thạch sùng xâm nhập đã giảm đáng kể, khoảng 80-90%. Đầu tiên, Daikin đã thêm 3 miếng đệm ở vị trí tấm che lấp khe hở, áp dụng từ tháng 1 năm 2021. Tiếp theo, chúng tôi thêm 2 miếng đệm cho vị trí khe hở tại cụm van, áp dụng từ tháng 2 năm 2021. Hiện tại, Daikin vẫn đang theo dõi hiệu quả của cải tiến này qua số lượng báo cáo lỗi PCB gây ra do thằng lằn xâm nhập đang giảm. Daikin, với gần 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hòa không khí, luôn không ngừng tìm tòi và cải tiến để phát minh ra những công nghệ tiên tiến, phục vụ cho cuộc sống, mang lại những sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Do đó, chúng tôi mong rằng các bạn luôn tin tưởng vào sản phẩm Daikin, luôn tự hào về thương hiệu Daikin để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người tiêu dùng. Daikin.